Rồi bây giờ một điều đặc biệt hơn nữa. Nãy giờ quý vị nghe đàn giọng cổ bằng cái đàn guitar cổ phim lõm đúng không quý vị? Bây giờ mời quý vị hãy thưởng thức tiếng đàn vọng cổ được thể hiện qua trên cây đàn organ. Nhạc sĩ đa tài Hữu Hòa, một tràng vỗ tay thật lớn thưa quý vị. Kính thưa quan khách, hồi sư phụ còn sống á, sư phụ rất thích em đờn cái bài đoạn khúc Lâm Giang và hai câu vọng cổ năm sáu. Thì bây giờ em đờn mình thì trước đông đảo khán giả thì em không tự tin lắm. Thì mời dàn nhạc đờn với em. Mời dàn nhạc đờn với em. Cảm ơn. Thank you.
rất tuyệt vời phải không quý vị? Chú Hải ơi, giờ này chắc chú đang nằm trong quan tài, chú rất là tự hào với những người nghệ sĩ học trò của chú, phải không chú? Con tin chắc rằng thì chú ra đi mãi mãi, nhưng những tinh hoa nghệ thuật của chú vẫn luôn sống mãi trong lòng của giới văn nghệ sĩ chúng con và khách vô điệu từ khắp bốn phương.